Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Torino và câu lạc bộ Rimonense. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 23 giải vô địch quốc gia Italia Serie A, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2:45 rạng sáng ngày 21 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Torino trận đấu này sẽ tiếp đón Rimonense trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Torino sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Rimonense với mức kèo là 0,75, mức kèo phải tăng một trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, hai trái và 2,5. Tuy thì kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần gặp nhau gần nhất của Torino và Rimonense thì Torino thắng 4 và hòa 1 trước Rimonense. 5 trận thi đấu gần nhất của Torino thì Torino thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Rimonense thì Rimonense thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn của đội chủ nhà Torino chấp 0,75, và là các bạn có thể là lựa kèo chấp 0,5 thôi. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực và chiều sau đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là đội chủ nhà Torino hiện tại họ cũng còn đang nhỉnh hơn Rimonense về mọi mặt. Thứ hai nữa, trận đấu này Torino có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu ở 5 lượt trận thi đấu gần nhất thì Torino họ cũng còn đang quá là vượt trội hơn so với Rimonense nữa. Những lần chạm trán trên sân nhà của mình thì mình thấy là hầu như là Torino đều tận dụng tốt được điểm tựa sân nhà để có chiến thắng trước Rimonense. Và thời gian đây thì Rimonense đang có phong độ cũng cực kỳ bết bát và thi đấu cũng không mấy thật sự tốt. Thì đây sẽ là cái cơ hội để cho Torino có thêm một chiến thắng nữa để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với cái mức kèo chấp nó cũng chỉ từ một trái trở xuống, chỉ cần Torino tận dụng tốt điểm tựa sân nhà của mình và cái sự mất phong độ của đối thủ, có chiến thắng cách biệt một bàn trước Rimonense thôi, thì chúng ta chọn cửa Torino, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Cho trận đấu này, bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Torino chấp dưới 1 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, hai trái và 2,5. Thì những lần mà hai đội gặp nhau trước đây thì mình thấy nó cũng từ hai bàn trở lên là nhiều. Chứ lại cũng không loại trừ khả năng là Rimonense họ sẽ có bàn thắng nữa. Nhưng mà trận đấu này để cho an toàn hơn thì các bạn khoan khá vào tài xỉu 2,25 nha. Các bạn xem cho đá tầm 10 đến 15 phút gì đi. Nếu mà lúc đó chưa có bàn thắng thì mức kèo tài nó sẽ hạ xuống còn tầm hai trái, thậm chí là dưới 2 luôn. Thì lúc đó các bạn hãy nên vào tài, mình thấy nó sẽ an toàn hơn nha. Tại vì mình cũng không loại trừ khả năng là cái tổng bàn thắng trận đấu này nó chỉ dừng lại ở mức hai bàn, cho nên là các bạn cứ đợi kèo tài hạ xuống còn tầm hai trái ra xuống thì các bạn hãy nên vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu một trái. Thì do đó hiệp 1 với phong độ định hơn và điểm tựa sân nhà thì Torino họ sẽ có bàn dẫn trước. Nhưng mà để cho an toàn thì các bạn nên lựa kèo đồng mặc dù là bạc hay thấp nha. Và đợi tài 2-1 thì vào nhẹ thôi, hoặc có thể là bỏ cái tài hiệp 1 cũng được. Đó là trận đấu chốt kèo là chọn cửa Torino chấp dưới 1 và đợi tài hay còn từ hai trái trở xuống thì vào tài. Ở hiệp 1 thì lựa kèo Torino đồng banh và đá tài dưới 1. Chúc anh em may mắn nha.